Xin chào các bạn nha, mình là Công Nước Mắm. Chào anh chị. Chào chị. Hôm nay á, chú sẽ có một cái trò chơi đặc biệt cho mấy đứa nè. Trò chơi gì vậy con? Mày đuôi hay gì mà không thấy bong bóng đây? Trò chơi là mình lấy bong bóng tạt vô mặt này quá. Chắc là chơi trò chơi với một xô nhét tiền hoặc là phiếu vô thăm mình là phóng viên tiêu nữa mày. Mày nhớ rồi đó không? Tao có coi nè, rẻ phóng sao chờ cái bạch cái luôn. Bây giờ là Vũ Công ra đi ai trả lời sai ép nước tội đầu đi bay. Thì hôm nay các bạn mình sẽ có một trò chơi nó cực kỳ là vui nha. Trò chơi như thế này đây. Đây á là một cái chai phấn nha, một chai phấn của em bé nè. Và đây á là bóng bóng nè. Và đây là một cái gói. Hôm nay đó mình sẽ cho một trò chơi là bạn nào á là thổi bởi bóng trước sẽ là chiến thắng. Còn bạn nào mà thổi sau á, với đâu bạn nào mà thổi bởi sau á là sẽ bị hình phạt nha các bạn. Thì các bạn hiểu, các bạn biết cái trò chơi này như thế nào thì các bạn hãy xem hết cái video này nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đây nè các bạn, đây là thì cũng sẽ có phần thưởng nha. Làm gì vậy? Ok. Thì giờ cái lực trò chơi như thế nào nè. Nè, bây giờ đó. Chơi này vô đây. Con sẽ thắng vô đây đi. Đây để con. Gọn gọn thôi nha, gọn gọn. Mày không biết thắng cái cuối hả? Gọn gọn thôi nè. Thắng cái mày lấy cái bông bóng. Ê. Ai đây? Bự bự ra đúng rồi. Đậy nắp chai lại. Hợp lý rồi, đẹp trai lại. Đây nè. Quá đẹp. Ê. Rồi ok. Nè, bây giờ sẽ chơi công bằng. Bung trứng xào là bao nhiêu trứng xâm? 1, 2, 3. Rồi 3. Hai thằng búa, hai búa thổi trước. Rồi, ba kia ngồi đợi. Mày sao mày gọi? Bảo. Mấy bạn ngồi cái bên cổ Vũ, không được thổi. Chưa, đếm. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, trời ơi, lỗi thổi dữ vậy nè, mà phải lỡ hơn. Rồi xuống, rồi xuống. Xuống lên. Rồi, nhẫn nào xuống quên, nhẫn nào xuống quên. Trời đâu nè. Đây, bạn sẽ có một phần thưởng, ok. Có ba bạn bơm, bạn nào thế? Rồi xuống. Có ba người lẹ đi. Hai thằng kia khỏi, hai người không có bơm nữa. Vui bơm. Sao con cười rồi vậy? Một. Hai thằng kéo thắng, thằng này ngồi. Qua đây, thằng kia qua đây. Con xích qua đây. Chưa, chờ chú đếm mới hỏi. Quân, con xích qua luôn. Ơi, Bảo, đứng lên con qua đây. Tới người ta thổi. Đếm coi. Đứa nào với đứa nào. Ôi. Bà ơi, cười đã đi. Rồi, cười đã chưa? Cười đã chưa? Đừng. Cái đứa, rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, quân thắng rồi. Chính mẹ rồi. Quân là số 1 rồi. Rồi, bỏ đầu đó. Ok, thối lại chút xíu thối lại nha. Lên đây coi. Không có sao. Rồi, chứ không. Đây, bây giờ thằng Quân, thằng Cường, chứ gì? Vậy con nữa hả? Thì con nói nè, tới vòng mới nè. Ủa? Bắt đầu. Chưa. Chờ chú đếm nha. 1. Ngồi xuống tường. 1. 2. 3. Dạ. Quân, con đâu Quân? Có hay nói hả con? Sao mình tới viên khác. 1. 2. 3. Nè. Mà chạm đi nè con. Mà che gì nè. 1. 2. 3. Bắt đầu. Mạnh. Hay đó Quân. Hay đó tường. Cái này yếu rồi. Hay nè. Quá hay. Mạnh. Chị sang nhặn cái đầu đi xuống kìa. Rồi nhặn lại. Đây. Đây là chút xíu. Bạn cái này là 10 nha. Ok để đây rồi. Rồi. Tao nói rồi đừng quá hậu quá. 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi. Không được không ơi. Không được lỡ.
không được, xếp lỡ nhặn cái đầu xuống nè. Không được, không được ơi. Không được gì, nó hàng ngàn bể rồi kìa. Nhưng mà... Đó. Đây. Ông Quang. Đây. 15 ngàn. 10 cái. Có 10 cái nó nằm. Vô, cái này. Vô. Còn cái kia. Vô. Không cái mà. Không, lỡ con thôi bởi sao? Bởi có tiền, vô lẹ đi. Ủa, con mười mấy con? Con mười. Thằng kia năm. Gì vậy? Quang con mười nè. Ba, thằng này năm. Quang từ từ để đi. Ủa, cả thứ nè. Con mười nha. Ừ. Thằng này năm nhớ nha. Chưa, đi mời ba cái. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi rồi. Thôi, 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 thôi. Mười nhiêu quân? Sáu ngàn rồi, đúng rồi nè. À, trời đổ lái rồi. Tới gì? Vô gì? Dây với thằng lông nè. Mày á. Dây với này đi. Rồi vô. Thằng. Vô, tự con bóng được rồi. Này nó không bóng này đúng không? Từ từ. Không phải. Nè. Chưa, điểm nào gì? Chưa mà. Chưa, tự qua bị lỏng nè. Mày. Để điểm ra từ từ nha. Để cho... Điểm được. Còn 20 nè, giá thổi cho đẹp. Đúng rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Chơi. Trời ơi. Duy lỗi nè. Quân cố lên, thở lên lâu luôn. Mạnh lên. Lâu luôn. Cố lên. Mạnh lên. Rồi. Vậy. Vô, vô, thở lại. Tên này, tên nào? Tên này nè. Này Duyên Hiếu. Nãy con thở Duyên này rồi. Hiếu đâu Hiếu. Thở Duyên này Hiếu. Lỡ có tiền sao lỡ thắng sao con? Mày 15. Giá thôi mạnh lên. Tao 10. Ủa sao con mập mà thở yếu vậy? Mày 15 tao 10. Lỡ lên nè con mạnh. Tao 15. 1, 2, 3 bắt đầu. Đúng. Người đưa. Giá có tiền đi. Chục không nào? Được. Hiếu luôn. Mới cái năm à. Là con 15 rồi đó. Đó con. 25. Mày mạnh rồi. Hả? Mạnh lên nữa. Cố lên đi. Cố lên Hiếu. Hãy lóc luôn. Hiếu. Động lên. Hiếu. Động lên. Đây kìa. Ở đỉnh đó vậy mà mạnh đó. Đó. Nó được ăn nha. Đó. Hết tung tốt không? Còn còn nhớ nữa rồi. Mạnh. Mạnh đó. Nó thắng rồi đó. Mạnh đó. Sao đã với mày? Không. Ai? Rồi. Hiểu hay hen. Đập xuống đi fan. Em fan ơi. Tự đập luôn hả? Ok 10 điểm. Ai? Dạ. À, này thắng rồi đéo thở được. 5k, giữ đó. Bạn này nãy giờ thấy không, mặc cái bóng lửa kìa bay. Chịu đó gì. Con cài quá. Áo vàng hả? Vậy cũng mới thắng rồi. Gì tới hàng này. 1. Ừ, chứ có gà đậu xanh không? Chịu chưa? Chưa. Chịu chưa? Làm gì vậy? Đừng hỏi. 1, 2, 3, bắt đầu. Trời. Quân thở quá hay rồi. Cố lên. Không. Ai chạy mười mấy tao? Tên đứa nào? Đứa nào với đứa nào? Bạn này. Con 15. À, mình cũng 15 giống này nè anh em. Con cái nịt. Con 10k. Con cái nịt. Okay, các bạn thì trò chơi này nó rất là vui nha các bạn. Các bạn xem hãy nhớ like và đăng ký nha. Mà cái phán này nó không có ảnh hưởng gì đến cơ thể nha bạn, nó chỉ đâu. Bye bye các bạn nha.